cũng là phà, nhưng mà phà ở Thụy Sĩ nó ngộ lắm mọi người ơi. Mọi người có muốn biết phà ở Thụy Sĩ trông như thế nào không? Ba, xin chào mừng mọi người đã đến với kênh Nón Lá và Dép Tổ Ong. Nếu như ở Việt Nam mình á, có vài chục đến vài trăm cái phà lớn nhỏ đi qua sông, thì ở Thụy Sĩ chỉ có 3 chiếc phà mà đặc biệt dùng để chuyên chở người nè, xe hơi, container qua các hồ. Quý vị có thể hiểu rằng cái số lượng nó ít như vậy á, là do dân số có phần hơi khiêm tốn của cái đất nước đồng hồ này. Trong cái chuyến về Việt Nam hồi tháng 9 vừa rồi thì tụi mình được trải nghiệm trên 3 cái chuyến phà khác nhau. Và mình đã hỏi anh nhà mình là ở Thụy Sĩ có cái phà chuyên chở như vậy không? Tại vì ở 3 năm trời rồi mà mình không có thấy chuyến nào hết trơn á. Thì chắc là do duyên chưa tới hay sao á cả nhà. Nhưng mà nếu mà duyên tới rồi thì đi hoài luôn nè. Và sau khi mà về lại Thụy Sĩ thì trong một lần đi ăn tối, ảnh dẫn mình đến cái bến phà này đây. Thì cái chiếc phà mà tụi mình đang trải nghiệm là trên hồ Lucerne, nối giữa hai thị trấn tuyệt đẹp tại Thụy Sĩ với cái tổng chiều dài là 4 km. Và mất khoảng đâu tầm 20 phút để di chuyển cả nhà. Nói tới đây thì làm mình liên tưởng tới cái bến phà Cần Giờ, Vũng Tàu nè. Hình như mình nghe nói đâu là đi chưa tới 30 phút nữa mà khoảng 15 km, đúng không ta? Nếu mà cái thông tin này đúng thì phà ở Việt Nam mình đã thắng chắc. Điều này đáng tự hào về phà Việt Nam của mình nha. Và nếu ai mà đã từng trải nghiệm đi qua phà với cái tốc độ cao tại Cần Giờ, Vũng Tàu thì bấm like và bình luận xác minh giùm mình nha. Phà tại Thụy Sĩ đang mượn cái câu đợi chờ là hạnh phúc á mọi người ạ. Vì thời gian mà chờ đợi để nói với chuyến tàu tiếp theo là tới 40 phút lận. Thôi mà nhưng mà không sao đâu, cảnh đẹp hữu tình mà. Đứng tại bến tàu rung đùi ngắm cảnh, hoặc chụp hình tử sướng nè, hoặc quay tớp tớp nè, hoặc quay vlog như con bé đang kể chuyện cho mọi người nghe nè. Thời gian nó trôi qua nhanh như một con ruồi bay cả nhà ơi. Được đưa vào vận hành từ năm 1930. Thì ai tính nhẩm nhanh giúp mình coi là bao nhiêu năm rồi nhỉ? 88649981 mà hình như đâu 90 năm, hơn 90 năm thì phải à. Có một điều vô cùng đặc biệt là tàu này chỉ hoạt động vào đầu tháng 4 cho đến giữa tháng 10. Mọi người thấy có chảnh không? Mình chắc chắn là mọi người sẽ hỏi là ủa những tháng còn lại người ta di chuyển bằng cái gì? Không có nhà, không có cầu thì bằng sao mà đi qua hồ được? Ủa mà cả nhà có ý tưởng gì hay không? Nếu mà không có phà làm sao qua ta? Chuyên mục 88 bắt đầu nè cả nhà ơi. Cả nhà bình luận ở phía dưới giúp mình là có cách nào mà không cần phà mà vẫn đi qua được cái làng bên kia không cả nhà? Chứ có mấy đứa bạn của mình bài cách vậy nè, ác nhân á, là phải bơi qua hồ, vừa không cần phà mà vừa được rèn luyện sức khỏe, tập thể dục nữa. Tao nghe tụi mày xong tao bơi 3 ngày sau tao nổi lên, tụi mày qua bên Thụy Sĩ giác tao về nghe. Nói vậy chứ vẫn còn đường vòng để đi với cả nhà ơi. Nhưng mà thay vì đi tàu 20 phút thì người ta phải đi tới 1 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Thì trong cái thời điểm mà giá xăng dầu nhiên liệu tăng cao này thì ai cũng phải mép mặt nếu bắt buộc phải đi đường vòng cả, đúng không nè. Và thêm một cái chẳng khác nữa nè mọi người. Trời ơi, cái phà này chỉ hoạt động đến 18:40 hàng ngày thôi. Nếu mà xui xui vào một ngày đẹp trời nào đó mà sếp đài kêu ở lại văn phòng làm thêm việc ha, sau đó về trễ chạy đến bến phà này lúc 18:39 thì chắc chắn bác lái tàu sẽ nói là chúc bạn may mắn lần sau. Bởi vì cái người Thụy Sĩ cực kỳ đúng giờ luôn. Ai mà đi du lịch Thụy Sĩ xem cái clip này xong thì đừng có để trễ giờ nha. Nếu mà có lỡ trễ tàu thì cũng đừng có trách là tại sao kênh Nón Lá và Dép Tổ Ong không có nhắc nhẹ cái vấn đề này nè. Giả vào ngày bình thường thì cái chuyến phà này bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, trong khi đó ở Việt Nam mình phà mới có 5 giờ đã chạy suốt mọi hộp rồi. Vào cuối tuần lễ lộc thì mở cửa lúc 9 giờ nè. Và đặc biệt nha, em phà này mà đi thi hoa hậu biển quốc tế thì chắc chắn đoạt giải hoa hậu tài năng luôn. Vì đa phần phà ở Việt Nam mình không thể chở với cái số lượng là xe hơi nhiều như em phà này đâu. Cái số đo 3 vòng của em phà này đó là dài 55m, rộng 10.9m và có thể chở đến 40-50 chiếc xe hơi và hơn 200 người. Cả nhà có để ý không? Phà này có 3 làn xe hơi nha, trong khi đó mà đa số phà ở Việt Nam mình thì chỉ có 1 làn chính giữa nè và 2 làn hai bên cho xe máy thôi. Cả nhà biết không, mỗi ngày thì chiếc phà này chỉ có khoảng 18-22 chuyến mà còn tùy vào thời điểm đó chứ. Nếu vậy thì chở tầm khoảng 150-200 phương tiện các loại à. Anh nhà mình, ảnh có cái anh bạn thân nha, mà nhà của cái anh bạn ấy thì đâu ở cái làng đối diện đó. Thì sáng nào anh cũng phải di chuyển bằng phà hết để đi làm. Và anh ấy phải mua luôn cái vé phà mà theo tháng đó cả nhà. Thì tầm khoảng 250-260 đồng franc mỗi tháng. Đâu tính ra cũng tầm 6,5 triệu tiền Việt mình á. Con số cũng không nhỏ rồi cả nhà. Nếu mà chi tiền để đi qua phà không mà 6,5 triệu là hơi mệt đó chứ, đắm đuối đó chứ. Mà còn như tụi mình vậy, lâu lâu đi lần thôi thì mua vé tại phà luôn. Một cái chiếc xe hơi nè, một cái bát tài thì 25 đồng, còn cỡ đâu là 625.000 tiền Việt của mình thôi. Còn người ngồi trên xe đi ké như mình á là 5 franc mỗi chân người, thì tính đâu tầm khoảng 125 tiền Việt.
phí qua phà cũng hơi chát đó nha. Nói sơ sơ chứ nghe xong cũng chát chứ. Nói vậy chứ khi mà review cái phà này nha, là mình cũng hơi mang mát buồn tí xíu á. Vì không biết bao giờ Việt Nam mình có những cái chuyến phà to như vậy nữa. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video đến hết. Và cả nhà ơi, nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kèm với cái chuông bên cạnh, cái bên cái nút đăng ký luôn, để xem video những lần sau của mình nha. Xin cảm ơn lần nữa và xin chúc sức khỏe cả nhà. Hẹn cả nhà video lần sau. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye cả nhà ơi. Mình xin làm sao và chạy phía xa mình đi bị dắt. Bye bye cả nhà. Trời ơi, lọt luôn.